La 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 la. 1 với 1 là 2, 2 với 2 là 4, 4 với 1 là 3, 3 ngón tay thật đều. Ê, hey, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Kiro đây. Thì ngày hôm nay mình đang hái hoa và bắt bướm. Các bạn thấy những chú bướm thật là dễ thương và đáng yêu không? Thực ra nó không đáng yêu lắm, nhìn hơi lạ các bạn ạ. Bướm này nó hơi kỳ. Mình thấy nó hơi hơi giống cái con gì đó mà hơi to đấy nhở. Mình sẽ đi bắt một chú bướm. Chú bướm đâu rồi? Đây, ôi sao bướm bướm ra đây nhiều ấy. Bướm này. Suy nhầm rồi, thôi bỏ đi. Hey, mình sẽ đi để xem là xung quanh này có cái gì không. Ôi ơi, ở đây có một cái căn nhà. Căn nhà là có gì đây? À, căn nhà của ông già. À không, ông già đang ở đứng bên kia. Căn nhà có những cánh cửa. Ôi, nhà này nhà gì ta? Ui. Ôi, ở đây có cái gương này. Để xem là trong cái này nó ghi cái gì đây. Ủa, đọc sao ta? À đây. Giải bài toán này. Đáp án sẽ cho bạn biết cánh cửa. Wow, một con số. Vậy là căn nhà này nói về cái gì ta? Ui. Để mình ngó xem. Ui, biệt thự à? À các bạn ơi, ở trong nhà kia có một cái rương, không biết là cái rương gì đây. Mình sẽ thử tìm cách đi vào. Có vẻ như là chúng ta phải giải bài toán này thì mới tìm được cái chìa khóa để mở cánh cửa này rồi. Để mình thử coi nào. Mình sẽ thử giải bài toán này. Thực ra thì đây là một bài toán khá là đơn giản thôi. Có thể là lớp 1 hoặc là lớp 2 gì đó cũng có thể là không giải được. Đấy, mình nghĩ như vậy. 2, 3, 1, 5, 4, 5, nhân cho 2, 3, 1 rồi. Bằng chấm hỏi. Với cái bài toán này thì chúng ta chỉ sử dụng những phép nhân chia bình thường là cũng không thể giải bài này được rồi. Mình sẽ suy nghĩ thêm. Hồi xưa mình học cũng giỏi lắm, thi toàn là 9, 10, 11, 12 điểm thôi. Mình sẽ nghĩ đây. Ok, mình đã có kết quả rồi. Mình không giải bài này nữa. Dục. Mình sẽ đi đập đập cánh cửa này. Tại sao mình phải giải bài toán này khi mà chúng ta có thể đập cánh cửa đúng không? Đấy, cái này gọi là thông minh các bạn ạ. Tại sao chúng ta phải giải bài toán đúng không? Cánh cửa này có thể đập được mà. Và bây giờ mình sẽ đập cánh cửa này ra để mình đi vô trong, mình lấy cái gì đó ở trong đó. Để xem nào. Úi rồi, đơn giản. Hơi lâu xíu anh em ạ. Không biết là trong đó kim cương hay là vàng hay là bạc đây. Đập nhẹ cái nào. Hôm nay không chơi sinh tồn đi du du. Ủa? Ê! 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 What the... Heo. Ê! Vậy là cái cách mà đập cửa là không ổn rồi các bạn à. Bởi vì không đúng chút nào, đập là ngã là chết mà. Cuộc sống mà chỉ có một mạng thôi. Bây giờ mà mình thử, mình ngã xuống là mình tiêu luôn á. Chắc là mình phải tìm cách khác thôi. Có lẽ mình sẽ hỏi bác này để xem rằng là bác ấy có cái cách nào không để chúng ta có thể vào cái cánh cửa này để lấy những cái thứ quý giá ở trong đó. Em mình hỏi xem nha. Bác ơi, ôi đồ bác đẹp thế nhở. Ui rồi bác hơi đầu trọc thế à? Không, mình sẽ hỏi bác xem nào. Chào Kiro, ta là ông lão đánh cá, sáng hay đi đánh bạc. Tôi đánh bài, ok kệ bác, không liên quan, bác thích đánh gì thì đánh. Chào ông, đây là ngôi nhà của một tướng cướp, tại đây chứa rất nhiều kim cương. Làm sao để vào? Wow, ở đây rất là nhiều kim cương nha. Không quan tâm, à làm sao để vào? What the? Thôi, hỏi thằng Kiro ấy, nó xây mà. Ok. Ok, để xem mình tự dưng mình nhớ lại rồi các bạn. Mình nhớ lại rồi, ê mình nhớ lại rồi. Thì làm sao mà để được phá cánh cửa này á thì rất là dễ. Đó chính là nó có một cái công tắc bí ẩn ở sau cái rương này. À đúng rồi, mình nhớ là mình có cái cưa mình mới chôm của thằng bạn. Nó mua 2.000 đồng về. Đấy, thì mình sẽ chặt cái này đi. Nếu mà đạp ở dưới này nó có cái công tắc á thì cánh cửa sẽ mở ra. Để mình thử xem nha. Bên này có không? Đây là một cái cánh cửa bí mật, bởi vì những thường là những điệp viên hoặc là những tên cướp là hay chế cái này ra, hoặc là những đứa đẹp trai như Kiro chẳng hạn thì hay chế mấy cái này ra, mặc dù là nó chẳng tác dụng gì nhiều lắm. Đây rồi các bạn à, đấy các bạn thấy chưa? Thì để đi được thì mình phải đi lướt qua. Vậy rồi, lướt qua thôi, này lướt qua.
Đấy, cánh cửa mở. Yes. Đấy, cánh cửa đã được mở rồi. Bây giờ mình đã vào rồi trong trong đây rồi các bạn ơi. Kim cương. Kim cương. Chết rồi, anh nhầm rồi. 7. Phải vô đây. Wow, kim cương nhiều quá luôn. Wow, ông già lừa đảo. Yeah, kim cương rồi. Có quyển bí kíp này. Hay quá luôn, kim cương màu vàng luôn, đẹp ghê luôn. À, bí kíp làm cửa thần kỳ. Bước 1 like video, Kiro. Bước 2 xem video. Ok, thì sau khi tìm hiểu được bí kíp thì mình đã biết được cái cách mà chúng ta xây cái cánh cửa có công tắc bí ẩn đó rồi. Thì để xây được cánh cửa như vậy á, thì mình sẽ làm như sau. Thì cái mục đích của cánh cửa này á, thì mình sẽ nói sau. Nếu mà các bạn nào muốn làm theo cánh cửa này như mình á, thì các bạn có thể coi video hoặc là các bạn tải cái map này về nhé. Mình sẽ đăng cái map này lên và các bạn có thể đập ra các bạn xem nó như thế nào và làm theo. Ok, thì những thứ chúng ta cần chuẩn bị như sau. Mình sẽ lấy một cái dây điện đỏ này, dây điện xanh này, dây điện đỏ này, và máy tạo điện năng này, máy tăng điện năng, và thêm một cái tay robot. Bây giờ chúng ta sẽ lấy thêm phần khối cỏ đi, một khối sỏi này. Cái khối sỏi này là quan trọng nhé các bạn, đây là cái thứ mà quan trọng này. Và mình sẽ lấy thêm một cánh cửa nữa. Cánh cửa nằm ở đâu ta? Cánh cửa ở đây, tạp vật. Cửa này là phải cần có nhận năng lượng này mới mở được, không phải cánh cửa gỗ kia đâu. Thì bước đầu tiên mình sẽ đặt 3 khối cỏ. Các bạn có thể dùng khối gì cũng được nhé. 3 khối cỏ ở đây và 2 khối cỏ nằm như vậy. Tiếp theo mình sẽ đặt một cái cánh tay robot ở đây. Cánh tay robot nằm ở đây nhé. Rồi một cái máy tăng điện năng này và một cái máy tạo điện năng. Thì đặt xong thì các bạn thấy nó sáng lên đúng không? Thì bước thứ hai là mình sẽ đặt dây điện xanh. Dây điện xanh thì các bạn đếm ở đây nhé. Bắt đầu từ đây này, 1 này, 2 này, 3. Và đặt một dây và đập một ô ở đây. Các bạn đặt một dây nữa. Các bạn đặt dây như thế này nhé. Và các bạn đặt máy tạo điện năng ở đây. Sau đó thì các bạn đặt thêm một cái máy tạo điện năng ở góc này nữa. Tức là nằm ở trên một khối đất. Thì nó sẽ lắp đi. Phải lắp cái bục đi này. Bây giờ thì mình sẽ nối dây. Nối dây thì các bạn nối như vậy cho mình là được. Đấy, 3 dây trên này, 3 dây dưới này. Và đến phần tiếp theo là phần đặt dây đỏ. Dây đỏ thì 1, 2 đặt như vậy, 2 dây ở đây nối vào cái máy robot này này, và hai cái máy tăng điện năng. Hai máy tăng điện năng thì các bạn đặt như vậy cho mình. Đấy. À không, hình như vậy mới đúng. Hơi nhầm, quay đầu lại nha các bạn. Hai máy và giảm hết đi, chỉ còn để một cái mũi tên thôi. Ba cục năng lượng là nó hết. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt thêm hai khối đất. Hai khối đất ở đây và một khối đất như vậy. Đấy, để có một cái khe và đặt cái dây điện đỏ nằm ở đây. Tiếp theo thì mình sẽ đặt thêm ba cái dây điện, ba cái máy tăng điện năng nữa. Thì mình muốn đặt lên cao thì mình phải xây ba khối đất như vậy để mình đặt được cái ba cái máy tăng điện năng. Ba máy này, 1, 2, 3. Ok, vẫn giảm đi và chỉ để một mũi tên thôi. Sau đó thì đặt thêm một cái mũi tên, đặt thêm một cái máy tăng điện năng ở đây nữa, cũng giảm hết luôn. Đặt xong rồi thì chúng ta sẽ đặt nối hai cái dây điện đỏ, sử dụng dây điện đỏ nhé các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đặt thêm một dây điện đỏ nằm ở góc này nữa để nối từ đây với cái cục này. Vậy là gần như là hoàn thành rồi. Và bây giờ mình sẽ thử xem là nó chạy được không. Nó chạy không được thì chúng ta sẽ sửa lại. Các bạn đặt một khối đất trên này nhá, và cái cửa các bạn lúc nào phải đặt ở trên này đây. Và chúng ta sẽ sử dụng khối sỏi, các bạn sẽ thấy điều bất ngờ đấy. Cánh cửa đã mở đúng không, và nó đẩy lên thì cánh cửa đóng vào. Nhưng mà khi mà chúng ta chạm xuống thì cánh cửa nó lại mở. Thì để mà không bị vấp cục sỏi này á, thì mình có cách như sau. Để mình chờ cho trời sáng lên đã, trời hơi tối rồi, coi như là xong rồi đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng thêm đó là một bậc thềm đá. Đây, bậc thềm đá đây, thì các bạn sẽ không cần phải bị thụt ô sỏi giống như cái lúc nãy mình đi ở cái đoạn kia. Đoạn kia tên cướp xây hơi dở. Đấy, đặt như vậy. Chúng ta sẽ sử dụng cái bậc thềm chỉ có nửa ô như vậy thôi. Chúng ta có thể đi được rồi. Không cần phải đạp vào thụt vào đâu. Mình sẽ lấp đi. Các bạn nhìn nha,
đấy, nó mở rồi này, đấy, không cần phải bị rơi xuống, chỉ cần chạm như kiểu là nó có cái cảm ứng vậy, rất là hay. Và bây giờ thì mình sẽ lấp đi để hoàn thành công đoạn xây rồi. Tại vì là không ai biết đâu. Ok chưa? Ok, mình sẽ sử dụng trang trí đi, trang trí nhẹ bằng khối đá như vậy để tạo cánh cửa lối đi vào ấy. Đấy, giống y chang như cái lúc nãy mình đi luôn, nhưng mà nó sẽ thuận tiện hơn là nó không bị vấp. Bên này mình sẽ đặt thêm luôn cho nó đẹp. Vậy là xong rồi, chỉ cần đi ngang qua cánh cửa sẽ mở. Đấy, xong. Các bạn có thể đặt một cái công tắc ở đây, hoặc là các bạn làm y chang như vậy, đối lập. Và đây là video mình chia sẻ cách làm cánh cửa này, cánh cửa gọi là thần kỳ, hoặc là cánh cửa cảm ứng, hoặc là cánh cửa công nghệ cao gì đó cũng được. Cái mục đích của nó là trời mưa rồi. Mình sẽ cho trời hết mưa. Cái mục đích của nó là chúng ta có thể mở được những cánh cửa bằng sắt mà cần công tắc như vậy, mà không cần phải sử dụng những cái đặt thêm mấy cái nút hay là mấy cái bóng mở gì nữa, nó xấu, nó không có đẹp. Và các bạn trông nó cảm giác tự động thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Đây, mình sẽ sử dụng cửa thí nghiệm nhé. Cửa thí nghiệm là hình như là nó cũng sử dụng như vậy luôn đấy, đúng không? Đúng rồi. Wow, các bạn thấy không, nhìn nó chuyên nghiệp hơn đúng không? Và đây là video mình chia sẻ cách làm cánh cửa. Và nếu bạn thấy video này hay, cho mình xin một like, một share, đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Và bây giờ thì tạm biệt các bạn. Bye bye, các bạn nhớ tải map này về nha.